Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trọng Phúc cuống cuồng trước phiên tòa Đồng Tâm. Bản án cho 29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm sẽ được tòa tuyên bố vào ngày 14 tháng 9 năm 2020. Dư luận đang hồi hộp trước phán quyết của tòa mà thực chất là quyết định của người lãnh đạo tối cao trong chính quyền Cộng sản trước một vụ án liên quan đến tranh chấp đất đai đẫm máu người Việt Nam nhất kể từ sau năm 1975. Facebook Bùi Thanh Hiếu đã nhận định đương kim Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước là tác giả của tội ác tại Đồng Tâm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Blogger Bùi Thanh Hiếu phân tích như sau. Từ khi Trần Đại Quang chết đi, quyền lực tập trung hết về Nguyễn Phú Trọng. Vụ thảm sát Đồng Tâm đã xảy ra một cách đầy tính chuyên chế, độc tài. Trách nhiệm của vụ Đồng Tâm hay những người quyết định thảm án ở Đồng Tâm ở vị trí chủ chốt chắc chắn phải có hai cái tên là Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là kẻ cơ hội, mị dân, nịnh đảng. Gió chiều nào theo chiều ấy, ông ta khó có thể trong nhóm cao cấp ra quyết định cứng rắn vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Nhưng ông ta cũng sẽ không phải là người phản đối, thậm chí còn hùa theo. Không thể nào nói Nguyễn Phú Trọng không biết, không liên can. Vụ Đồng Tâm gây bão dư luận từ Chủ tịch nước, Thủ tướng, Trưởng ban, Tuyên giáo đều bày tỏ ý kiến. Riêng ông Trọng thì không. Một cái xe sang gắn biển công ở tận Hậu Giang, ốc đọc báo còn biết. Lẽ nào vụ Đồng Tâm, ông Trọng không biết gì? Ông ta biết hết. Thậm chí ông ta là người duyệt phương án tấn công Đồng Tâm trên cương vị Tổng Bí Thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, trên cương vị Chủ tịch nước, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang. Dù ông Trọng có phải là kẻ chủ mưu của thảm sát Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 hay không, thì với quyền lực độc tôn tối cao hiện nay, ông hoàn toàn có thể định đoạt số phận của 29 bị cáo Đồng Tâm. Rất nhiều lời nhắn đã được gửi đến ông. Đây là hình ảnh Hồ Chí Minh mếu máo khóc lóc xin lỗi vì sai lầm trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc giai đoạn 1953-1956 và đã giết chết rất nhiều người Việt Nam vì vậy. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã viết như sau. Chúng tôi biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng bao giờ nhận mình sai cả hay có nhận như cải cách ruộng đất cũng chỉ là khóc lóc nhận qua loa. Cứ xem vụ nhân văn giai phẩm, vụ xét lại và bao vụ khác của Đảng Cộng sản Việt Nam ngấm ngầm nhận sai bằng cách phục hồi cho các vị như Văn Cao, Trần Dần, nhưng không công khai nhận sai. Nay với vụ án Đồng Tâm sẽ tuyên án vào 15 giờ ngày 14 tháng 9 cũng có thể ngấm ngầm thay đổi tội danh một cách sai luật nhưng vẫn được các luật sư hoan nghênh cho 19 người với lý do khoan hồng. Hãy cùng làm vậy theo kiểu khoan hồng để kết án mấy năm với những người đầu vụ và kết án 6 đến 8 tháng đối với 19 người kia và tuyên bố họ đã thi hành xong án nên được về thẳng chiều ngày 4 tháng 9 năm 2020. Và những người nặng nhất sau mấy năm lại sẽ được khoan hồng ân xá cho họ. Đấy là cách gỡ có thể làm dịu dư luận và các bên có thể chấp nhận được. Sẽ có người bảo bất công, tôi đồng ý, nhưng phải thực tiễn và để cho chính quyền một lối thoát danh dự mà không quá mất mặt. Án quá cao với vài người ở đầu vụ chắc chắn sẽ kháng án và sẽ phải có phúc thẩm, giám đốc thẩm và tóe tỏa loe ra và hậu quả sẽ còn khôn lường. Nhiều tướng sẽ vào tù, dân sẽ điên tiết, thế giới sẽ lên án. Án quá thấp thì các đồng chí hung hăng sẽ đánh lại. Tất nhiên, tối ưu nhất là làm cho ra lẽ, công khai, minh bạch, trừng trị các đồng chí chủ mưu bên Hà Nội và Bộ Công an. Nhưng các vị không dám, cho nên các vị cứ họp và bàn đi cho ra lẽ để có quyết định khôn khéo. Nhà văn Tạ Duy Anh thì nhắn nhủ đến các đồng chí lãnh đạo đảng như sau. Đảng của các ông dù có vĩ đại đến bao nhiêu cũng chui ra từ háng nhân dân, cho nên chớ lấy việc tắm máu dân làm thú tiêu khiển cho nền cai trị của mình. Đây là hình ảnh Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng của quân đội vào năm 2019. Nhà văn viết tiếp, hôm nay tôi không muốn nhắc lại màn diễn vụng về từ đầu đến cuối của vở kịch xét xử vụ án giết người ở Đồng Tâm, bởi nhân dân này nhớ ơn ông Mác, người Đức, không còn ngu dại nữa. Tôi chỉ muốn nhắn trực tiếp đến ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ngài Nguyễn Xuân Phúc, hai trong số những quan chức mà tôi còn giữ được lòng kính mến rằng một chính quyền đặt dân lên đầu sẽ không hành xử như những gì đã xảy ra mà các ngài phải chịu trách nhiệm chính. Tôi thừa biết rằng chính quyền của các ngài muốn thông qua vụ án Đồng Tâm với việc huy động hàng ngàn người để sau đó triệt hạ gần như toàn bộ gia đình cụ Lê Đình Kình để gửi thông điệp máu và sắt tới toàn thể người dân Việt Nam đã đừng ai định đùa với nền chuyên chính vô sản. Nhưng có lẽ các vị đã gửi đi một thông điệp sai lầm
và nguy hiểm cho chính quý vị và tất nhiên cho tương lai của đất nước này. Các ngài chớ quên rằng dù vĩ đại ngang với trời đất thật đi nữa thì đảng và các ngài cũng chui ra từ háng nhân dân. Tôi chưa vội nói về lòng khoan dung là thứ một chính quyền tử tế phải có khi cai trị người dân, bởi mọi sai trái của họ đều có phần trách nhiệm của chính quyền. Tôi chỉ muốn nói, chưa khép tội bất cứ những người con của cụ Lê Đình Kình thì hãy nghiêm khắc tự hỏi ai đã khiến họ thành ra như vậy, ai đã đẩy những người nông dân yêu đất nước, yêu đất đai đến chỗ phải phạm tội. Nếu chất vấn xong rồi mà lương tâm các ngài vẫn thấy thanh thản thì cứ việc đưa ra quyết định. Nhưng tôi tin tưởng tuyệt đối rằng lịch sử sẽ bàn tiếp câu chuyện đau thương mang tên Đồng Tâm theo cách của nó, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những lời cáo trạng mà quý vị dùng để khép tội 29 nông dân dám chống lại quý vị. Tôi không muốn đưa ra ví dụ vì nó quá nhiều, nhưng ngay từ lúc này đã có thể biết ai là người sẽ mãi mãi được hậu thế ghi nhớ, ai sẽ bị nguyền rủa như loài ác quỷ. Tất cả đều nằm ngoài ý muốn của họ. Còn Facebook, Sương Quỳnh thì kêu gọi chính quyền hãy dừng tay để tự cứu chính mình. Đây là hình ảnh phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ở Đồng Tâm trong 4 ngày, từ mùng 7 tháng 9 cho đến mùng 10 tháng 9 năm 2020. Facebook Sương Quỳnh viết như sau: dù các ông, các bà, Quốc hội và Bộ Chính trị cho bộ máy tuyên truyền hết cách, hết công suất, thì tôi tin không ít người trong nội bộ các ông, bà cũng phải run sợ trước tội ác bị phơi bày. Dù sự thật bị vùi lấp bởi bạo lực, tuyên truyền và quyền lực, nhưng điều đó chỉ làm thối rữa thêm khối ung nhọt, mưng mủ của chế độ mà thôi. Nhân dân đã không còn mù quáng, mà chính bản thân các ông không thể che lấp được tội ác, thì các đồng chí và các ông dù im lặng cũng nhìn ra sự thật. Hãy dừng ngay tội ác, nếu không trời sẽ không dung, đất sẽ không tha cho những kẻ gây ra tội ác này và những kẻ đồng lõa dù là chỉ biết im lặng mà thôi. Còn nhà báo Phạm Ngọc Hưng thì cho rằng chính quyền đang ở một thế kẹt. Ông phân tích như sau: đề nghị 25 án giết người ban đầu là chơi rắn để răn đe, nhưng 19 án được chuyển sang chống người thi hành công vụ là sửa mềm để đối phó với làn sóng chỉ trích. Cho đến bây giờ, điểm chốt là đề nghị 2 án tử hình và 1 án chung thân, trong khi không chứng minh được rõ ràng 3 cảnh sát chết vì lý do gì, mà thực nghiệm điều tra thì không dám. Đây có thể là một quyết định khó khăn của cấp trên của tòa, bởi lẽ không chứng minh được nguyên nhân chết rõ ràng mà cứ tuyên tử hình đòi mạng thì chỉ đổ dầu vào lửa mà thôi. Nhưng nếu hạ nốt 2 án tử xuống chung thân thì khác gì đã xử mềm lại thành mềm yếu trước mắt trăm dân. Đấy là nỗi khổ của một chế độ độc tài được mất tính chính danh và đã trở nên dân túy, luôn bị giằng xé giữa bản năng đàn áp và sự e dè phải làm những chuyện trái ý dân chúng. Và hãy chờ thêm thứ gì sẽ thắng. Ông Hưng cũng nhận định rằng bản án cuối cùng của phiên tòa cũng không phản ánh kết quả tranh tụng giữa luật sư và viện kiểm sát viên, mà phản ứng của công chúng với hệ thống chính trị, tức là bản án sẽ được quyết định bởi thế trận truyền thông. Đây là hình ảnh người Việt tại Nhật Bản tổ chức cầu nguyện cho người dân Đồng Tâm từ thủ đô Tokyo vào ngày 12 tháng 1 năm 2020, phản đối chính quyền khủng bố, cướp của, giết người, man dợ. Luật sư cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài cũng cho rằng dư luận trong nước sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc đưa ra bản án cuối cùng. Với 20 năm đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, luật sư Đài khẳng định chính phủ các quốc gia trên thế giới chỉ can dự hay can thiệp mạnh khi các lực lượng đấu tranh hay phong trào dân chủ ở trong nước có một sức mạnh đáng kể, tức là sự can thiệp của các quốc gia với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mạnh, yếu hay cực kỳ mạnh mẽ thì hoàn toàn phụ thuộc vào chính nội lực của phong trào đấu tranh trong nước. Bởi vì nếu phong trào trong nước không có gì thì chính phủ các nước phải làm tất cả, tác dụng rất hạn chế. Nhưng nếu phong trào trong nước có sức mạnh thì sự can thiệp của chính phủ các nước sẽ có tác dụng nhân đôi, thậm chí tăng hiệu quả gấp triệu lần. Bởi vậy, ông nhận định nếu tất cả mọi người hãy sử dụng mạng xã hội để kêu gọi người dân Việt Nam ở Hà Nội, Sài Gòn vào sáng Chủ nhật 13 tháng 9 hãy cùng tập trung ở một địa điểm trung tâm thành phố một cách hòa bình để bày tỏ sự ủng hộ với các nạn nhân của người Đồng Tâm vô tội và kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người, thì ngày 14 tháng 9 năm 2020, bản án dành cho các nạn nhân người Đồng Tâm sẽ thay đổi có lợi cho các nạn nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2020 với bản tin Trọng Phúc cuống cuồng trước phiên tòa Đồng Tâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin trung thực nhất, nhanh nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.